Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Vi Sư Giảng Sư, chúng con được nghe trong kinh Phật dạy, xin được làm người đã khó, người vào Phật pháp lại càng khó hơn. May mắn thay cho toàn thể hội chúng con được sinh ra làm người, lại được vào Phật pháp, được sự hướng dẫn dìu dắt của quý thầy. Ngày hôm nay tại giảng đường chùa Vẽ, chúng con có duyên này được cung đón Vi Sư Giảng Sư quang lâm tại đạo tràng của chúng con để ban bố cho chúng con những lời pháp hữu. Và giờ này Đại Quang Vi Sư trụ trì cùng toàn thể quý sinh vi cũng như toàn thể quý Phật tử tại chùa Vẽ, chúng con xin thành kính chúc Vi Sư pháp thể thiên an, bồ đề tăng trưởng, đèn điện tọa lạc để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học tiến tới giải thoát giác ngộ. Và giờ đây toàn thể đạo tràng chúng con đã lắng lòng thanh tịnh, chúng con đề đầu đỉnh lễ cung thỉnh Vi Sư từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp hữu trong buổi giảng ngày hôm nay. Kính xin Vi Sư từ bi hoan hỷ hứa tặng cho toàn thể hội chúng con được ân chiêm công đức mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Ni Sư, Viện Chủ Chùa Vẽ, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Ni đã cho con một cái duyên lành được về thành phố Hải Phòng và được chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử trong đạo tràng tại Chùa Vẽ. Giờ phút này xin có lời chào thân mến và chúc toàn thể quý Phật tử tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay về lại chùa Vẽ lại nhớ mới mùa hè vừa qua, sư Hương Nhũ cũng được ni sư trụ trì mời về đây để giảng pháp thoại cho các bạn trẻ tại thành phố Hải Phòng. Một cái được tề tụ về một cái hội đạo tràng rất là trang nghiêm, và các bạn câu hội về đây một số lượng rất là lớn và tu tập những ngày trong chánh pháp để những người con trên cái thành phố Hải Phòng này trở thành những người Phật tử ưu tú, những người con ngoan trò giỏi để làm niềm tin hiếu đạo cho cha mẹ. Thì hôm nay lại có duyên lành để trở về chùa Vẽ và được chia sẻ pháp thoại với quý vị. Sư có nhớ một cái bài thơ người ta ca ngợi về đất Hải Phòng mà hôm nay sư lại bị cảm, sư không ngâm được, sư đọc cho các vị nghe có được không ạ? Hải Phòng ơi, thành phố tôi yêu, biển rộng bao la với những chiều gió lộng, những non cao ngàn đời vững bóng, những con tàu lướt sóng giữa trùng khơi, đàn hải âu bay lượn phía chân trời, bao con người hạnh phúc ngắm đất trời trong một ngày rất thanh tịnh. Rồi hôm nay tôi về đây, tiếng kinh ấm cả lòng người, không gian lắng động với lời pháp âm, tâm người hòa với tâm không, trở về Phật tánh chân như sáng ngời. Quý Phật tử thân mến, chúng ta là những con người đang có đại duyên đại phước được làm người và được làm con của Đức Phật, được làm người được toàn vẹn nghe Phật pháp mà được lãnh hội những lời dạy của Đức Phật để biết sống như thế nào để cho chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của chúng ta. Đó là một phước báo rất là lớn. Và hơn như thế nữa, chúng ta đang gieo những cái nhân lành tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Như chúng ta về đây tụng kinh niệm Phật, và cái thời khóa rất đáng quý của Phật tử chùa Vẽ đó là trì chú Đại Bi. Mà khi chúng ta được trì tụng Đại Bi Kinh Chú là chúng ta gieo nhân lành, là con của Đức Quán Thế Âm, học những hạnh lành đức tốt, tâm từ bi của mẹ hiền Quan Thế Âm.
Kính lạy Quan Âm Chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp, thiên long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở muôn phương tiện đến bồ đề, nay con khen ngợi thể quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy chúng ta về chùa vẽ, khi dâng lên lời kinh tụng chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, là chúng ta đã gieo một cái nhân tốt lành với chư Phật, với chư Bồ Tát. Bởi vì Đức Quan Thế Âm với cái chú Đại Bi để mong cho chúng sanh tiêu tai các nghiệp chướng, các oan gia trái chủ, các khổ ách khổ nạn trên thế gian này mà mới đưa ra chú Đại Bi để chúng ta tụng đọc. Có con người tụng Đại Bi đã nhiều năm, nhiều tháng, có người cũng chỉ mới tụng đọc mà thôi. Nhưng nếu ai với nhiếp tâm chánh niệm sẽ cảm nhận khi chúng ta tụng chú Đại Bi, nó cho chúng ta một cái sức thanh tịnh, một cái năng lượng từ bi dạt dào trong trái tim, trong khối óc của mỗi một con người. Bởi vì Đại Bi Tâm Chú nó xuất phát từ tâm Đại Bi vô lượng của mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên khi mình tụng Đại Bi là mình gieo nhân với trí tuệ, với tâm từ vô lượng của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên sư Hương Nhũ xin chúc mừng đạo tràng của chúng ta. Đức Quan Thế Âm nguyện rằng khi những chúng sanh trì tụng chú Đại Bi, đó là nguyện mẹ Quan Âm với thân, với tướng rất là quang minh, xinh đẹp. Và chúng ta gieo nhân với cái gì, chúng ta sẽ được cái quả lành như thế. Người ta hay nói gieo nhân gì thì quả đó. Gieo nhân trì Đại Bi sẽ được tâm Đại Bi, gieo nhân Đại Bi sẽ được thân tướng đẹp, được mắt chiếu soi, được tay nâng đỡ như mẹ hiền Quan Thế Âm. Mà mình gieo nhân đó muốn được quả lành thánh thiện như vậy, mình phải có những hạnh lành đức tốt như mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên cái người mà tụng Đại Bi của Đức Quan Âm từng ngày, từng tháng đi qua, rồi cái tâm từ bi trí tuệ sẽ dần dần hiện lộ ra. Bởi vì nhân Đại Bi được quả Đại Bi. Mà tại sao chúng ta lại tụng là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni? Có phải như vậy không? Là ngàn mắt, ngàn tay là Thiên Thủ Thiên Nhãn, mà Vô Ngại Đại Bi là cái tâm Đại Bi của Đức Quan Thế Âm không có chướng ngại. Tâm Đại Bi không có chướng ngại mới gọi là tâm Đại Bi Đà La Ni. Nhưng mà mình thì cũng chỉ mới tập tành thôi, chứ mà mình á thì chướng ngại. Được như ý thì mình A Di Đà Phật, mình vui, mình hoan hỷ, mình cảm ơn. Còn không được như ý thì sao? Mình giận, mình hờn, trách móc, và có khi là mình thối chuyển cái sự tu tập của mình. Cho nên mình học Đức Quan Thế Âm là học cái Vô Ngại Đại Bi, là tâm Đại Bi vô ngại. Hôm nay gieo nhân với cái tâm Đại Bi vô ngại đó là mở tâm từ mà không có chướng ngại, mở tâm từ không có điều kiện. Chúng ta sống trong cái cuộc đời này vốn có điều kiện. Chứ người ta hay nói bắn ít đi bắn quy lại, người miền Nam á,
hay ăn bánh ít với ăn bánh quy, là có bánh ít đi qua, có bánh quy đi lại. Ý muốn nói là mình tặng cho người ta một cái gì là mình mong đợi người ta sẽ hồi đáp mình một cái như thế hoặc hơn như thế. Với Đức Quán Thế Âm dạy chúng ta không có sống với cái tâm có qua có lại mới toại lòng nhau. Đức Quán Âm không dạy mình cái tâm đó. Đức Quán Thế Âm dạy chúng ta cái tâm vô ngại đại bi, tức là tâm từ bi không có chướng ngại, tâm từ bi không có điều kiện. Nếu mình học được cái tâm đó thì mình trì chú đại bi á, nó rất là có hiệu dụng, thần thông quảng đại vô biên. Nhưng mà Đức Quán Âm cũng biết chúng ta cũng mới tập tành thôi, cho nên tinh tấn trì tụng không chỉ tại chùa vẽ mà ở nhà có thời gian công phu tịnh niệm là đã quý hóa lắm rồi. Hôm nay có duyên gặp quý Phật tử, sư Hương Nhũ muốn nhắc cho các vị rằng chúng ta tụng chú đại bi phải tập khai mở tâm từ. Trí tuệ nhà Phật phải trên nền tảng của tâm đại bi. Có nhiều người nói rằng tôi chỉ tu trí tuệ thôi, tại vì trí tuệ là hơn hết. Nhưng cái trí tuệ của nhà Phật phải trên nền tảng của tâm từ bi. Cho nên hiểu hết, biết hết, thông minh, đỉnh ngộ cách mấy mà không có tâm từ, chẳng có tâm bi, không biết ban vui, không màng đến sự cứu khổ cho chúng sinh, và tự thân chúng ta cũng tràn ngập những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, thì cái tụng chú đại bi của chúng ta cũng chỉ mới là những cái vỏ ở bên ngoài mà thôi. Vì vậy sư về đây thì ban tổ chức có đề nghị sư giảng những bài học quý giá, bài học ngàn vàng, đó là nhân quả. Bài học nhân quả là bài học giá trị vĩnh hằng, giá trị chân lý trong cuộc đời, bởi vì đạo Phật là trên nền tảng của nhân quả. Nhưng mà sư nói ngay cái hiệu ứng của các vị tu tập là niệm chú đại bi là mình gieo nhân với tâm từ là ban vui, tâm bi là cứu khổ, gieo nhân với sự thanh tịnh, gieo nhân làm con của Đức Quán Thế Âm để học hạnh lành đức tốt của Quán Thế Âm. Mình gieo nhân gì thì mình được cái quả như thế. Mình tụng đại bi thì được quả đại bi. Mình niệm Phật thì được quả là về với Phật. Mình gieo nhân ác thì phải về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình sân hận thì phải làm ngạ quỷ. Mình tham lam phải về địa ngục. Mình si mê phải làm súc sanh. Mình gieo nhân Phật, mình thàm Phật. Mình gieo nhân đại bi thì mình làm con của Đức Quán Thế Âm. Nhân quả trong cuộc đời nó đơn giản như thế, nhưng chúng ta không phải dễ dàng mà mình có thể thực hiện được để được những quả phước như ý. Cuộc đời này con người ta hướng đến sự cầu xin và mong đợi những quả lành phước đẹp, vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng, tiền tài vật chất. Nhưng người ta quên rằng tất cả những cái điều cầu xin đó phải trên nền tảng của cái nhân. Việc làm của thân, lời nói của khẩu, suy nghĩ từ ý. Thân khẩu ý trong sạch, trên nền tảng tâm từ bi vô lượng, trí tuệ sáng soi, thì cuộc đời chúng ta sẽ được an lành, được hạnh phúc trong chánh pháp. Cho nên, từ hôm nay, khi chúng ta niệm chú đại bi, là phải nhớ cái câu là vô ngại đại bi, tâm đà la ni. Tâm bi vô ngại, không có chướng ngại. Nhưng mà mình tụng lâu lâu cái miệng vậy thôi, chứ mà ai đụng tới, khiến tới, nhờ tới mình mà nó làm đụng tới gì? Cái quyền lợi của mình, nó tổn hại đến vật chất của mình, đến gia đình của mình, đến người thân của mình, là lập tức mình say no, không, không thể được. Đó. Cái gì đụng đến mà mình tin chắc là nó sẽ có lợi, không lợi hôm nay thì ngày mai nó sẽ có một cái gì đó đem lợi ích cho mình, cho gia đình mình, thì mình mới hoan hỷ. Còn thường
học cái từ vô ngại đại bi của Đức Quan Thế Âm thì chưa. Hôm nay sư nhắc đây là cũng nhắc chính mình. Khi chúng sanh có tâm khẩn cầu, mong đợi mình có giống như Đức Quan Âm đến với chúng sanh bằng tâm từ vô ngại hay không? Mà chính tâm từ vô ngại là được phước báo vô ngại, được phước báo vô tận. Mà mình không đạt được cái sự vô tận, vô biên là bởi vì đối với công đức lành mình luôn luôn bị hữu hạn, bị hạn chế bởi tâm tham lam, tâm sân hận và sự si mê của chính mình. Nếu muốn được phước báo, niềm an lạc vô tận thì mình phải phát khởi tâm từ, tâm bi là vô tận. Nói đến nhân quả, có người tin, có người không tin. Bởi vì có lúc nó đến rất nhanh, nhưng cũng có khi nó tiềm ẩn rất lâu mới xuất hiện. Nếu mình làm mà nó ra cái quả liền á, thì thế gian này không có ai làm ác. Tại làm nhân ác mà nó ra cái quả báo đau khổ tức thì, thì người ta sợ. Làm nhân lành là phước nó đến tức thì ta dành nhau mà làm. Nhưng mà cái cuộc sống này, các vị thấy đó, có khi nó đến cái quả rất nhanh, có khi nó tiềm ẩn một thời gian dài, có khi qua tới kiếp sau cái quả mới lộ. Và chính vì vậy mà người ta có người tin sâu vào nhân quả, mà có người cũng bán tín bán nghi, có người không tin nhân quả. Những người không tin nhân quả là những người làm ác, tán tận lương tâm, những người chỉ biết những cái quyền lợi trước mắt mà đưa đến những cái tội ác như sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá bất hiếu, rượu chè cờ bạc bất tận. Vì họ không hề tin nhân quả, hoặc là họ cho rằng sống không lẹ làng mà hưởng, mà cướp giật mà hưởng đi, mai mốt chết xuống âm phủ có đâu mà hưởng. Cho nên do vậy mà họ tha hồ tạo tác các nghiệp ác. Sư muốn nói với các vị rằng chúng ta tu tập thì người con Phật phải có trí tuệ. Chúng ta chỉ tu là vì số đông, vì người ta đi mình cũng đi, vì người ta tụng mình cũng tụng, thì nó không có cái kết quả. Người con của Đức Phật, Đức Phật dạy này các con, hãy đến để thấy. Nếu thấy cái việc của ta nói là có lợi ích cho người, cho mình, cho số đông, ta hãy tin, ta hãy làm. Đạo Phật đến để thấy, chứ không phải đạo Phật dạy chúng ta sự cuồng tín, sự si mê như một số tôn giáo hữu thần khác. Đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo không có thượng đế, không có, có xưng hô lên những vị thần sẽ ban phúc giáng họa, sẽ quyết định đời sống cho chúng ta. Mà đạo Phật là một tôn giáo của từ bi, của trí tuệ. Chính vì vậy, nền tảng nhân quả là một cái nền tảng hết sức nhân bản để nhắc chúng ta phải làm tốt, sống tốt, để rồi cuộc sống của chúng ta mới được hạnh phúc dài lâu. Thông thường người ta cho rằng muốn biết được nhân quả trong ba đời hay nhiều đời phải có túc mạng thông để mới biết được quá khứ, phải có thiên nhãn thông mới biết chuyện vị lai. Nhưng thật ra cũng chưa hẳn như vậy đâu. Ta có thể biết được nhân quả của mỗi một con người ngay trong cuộc sống hôm nay. Chẳng hạn như bây giờ tối hôm nay là một tối thứ bảy, ngoài đời gọi là một chiều cuối tuần. Con người ta buổi chiều cuối tuần với ngày chủ nhật người ta tạo nghiệp nhiều lắm, tại vì người ta nghĩ cả một tuần làm việc rồi. Cho nên đó, cái chiều thứ bảy đó, hay là chiều chủ nhật đó, là những buổi chiều xả láng. Các bạn sinh viên hay nói với sư là xả láng sáng về sớm, là sạch tiền, sạch túi, sạch tình rồi, về lết cái mạng xác tàn tạ đó mà về. Cũng có người nói là chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hưu vì trong túi không có tiền. Cho nên có khi vay, có khi mượn, có khi là tìm mưu cơ, những cái kế để mà cướp đoạt, hoặc là dùng lời ngọt tiếng ngon để mà vay mượn không có ngày trả, hoặc là lấy của vợ, của con, của cha, của mẹ để hưởng thụ. Và những ngày thứ bảy chủ nhật là những ngày tạo nghiệp. Mình chúng ta biết tu, những ngày thứ bảy chủ nhật
là những ngày về chùa tụng kinh niệm Phật và nghe Pháp. Cho nên bây giờ quý đạo hữu đang ngồi ở trong đạo tràng này nghe Pháp là mình đã biết nhân quả những người này đã gieo nhân với Phật Pháp. Cho nên cái quả bây giờ đó là cái ngày thứ bảy không có đi tạo nghiệp, không tạo ác nghiệp mà đang xây dựng, tạo ra các thiện nghiệp cho chính mình, cho gia đình mình và cho cuộc sống của mình. Ban đầu mình đi tụng niệm, nghe Pháp cũng là đi theo bạn, đi theo hàng xóm, người này người kia. Nhưng khi đến với đạo tràng, nghe tiếng tụng kinh, sao mà nó thanh tịnh. Cũng là nghe, nhưng mà mình cứ xếp lại cuộc đời của mình hồi nào tới giờ, cái âm thanh mà mình nghe nó vô vàn các âm thanh khác nhau. Nhiều âm thanh thô, những âm thanh xảo ngữ, ỷ ngữ, đòn sóc hai đầu, hung ác, chửi cha mắng mẹ, những lời ngon ngọt, dối trá, lừa lọc trong cuộc đời mình đã nghe rất nhiều. Tại sao mình cúng dường Tam Bảo? Bởi vì mình biết rằng đây là một cái nơi che chở hồn dân tộc, che chở xây dựng nền đạo đức của đất nước, của núi sông, của dân tộc, của gia đình, của bản thân chúng ta. Cho mình cúng dường vào cái nơi Tam Bảo như vậy, lòng mình nghe thanh thoát, nghe an vui. Bởi vì mình biết rằng mình đang gieo nhân vào một cái nơi đạo đức. Còn cuộc sống bây giờ, bất kể rằng làm việc đó có thể lát nữa là vào tù tội, nhưng nghiệp lực lôi kéo con người ta mất đi chánh niệm và làm những cái việc để biết rằng địa ngục đang chờ, ngạ quỷ súc sanh là con đường sẽ đón trông đợi. Người ta không về nói là cõi Phật, Bồ Tát, cõi trời, chứ người ta không về đâu. Người ta về địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, cho nên mới nói địa ngục vô môn, hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa mà ai cũng lăm lăm đi về đấy, là bởi vì là không có tu tập, không có chánh niệm tỉnh giác, mà sống theo cái tập khí tham sân si trong cuộc đời. Chúng ta nghe Pháp để khi nào khởi lên làm những cái nghiệp bất thiện do cái nhân xấu tham sân si trong cuộc đời, chúng ta phải lập tức nhớ đến hai từ nhân và quả để mà sống tốt hơn, để chỉnh đốn, để thay đổi lại cái nếp nghĩ, nếp sống của mình, xứng đáng là người con của Đức Phật. Thật ra mỗi tôn giáo đều có một cái phương thức lý luận về nhân quả hết. Bởi vì tôn giáo là xây dựng cho người ta sống tốt mà. Cho nên á, tuy nội dung có khác nhau, nhưng đã là nhân quả thì đã là gieo nhân là sẽ có cái kết quả. Nhưng mà luật nhân quả, báo ứng trong từng cái tôn giáo cũng được quan niệm khác nhau. Thậm chí có những sự khác biệt rất là lớn. Riêng đối với đạo Phật thì cái vấn đề nhân quả và báo ứng có một cái nhìn đầy đủ, toàn diện và thấu triệt. Bởi vì sư cũng có cái duyên làm được đi xuất gia, được tu học. Có những năm tháng học ở bên Ấn Độ, có những cái đề tài viết nhiều ngày về vấn đề nhân quả, thì sư thấy rằng cái lời Phật dạy là nền tảng cho chúng ta hiểu sâu về vấn đề nhân quả trong đời sống. Còn người ta có giả vờ là không biết, không tin, nhưng nghe tới hai từ nhân quả, người ta vẫn cảm thấy một cái gì đó hơi dựng tóc gáy lên, hơi sợ, hơi giật mình. Còn những con người mà biết Phật Pháp thì tuyệt đối tin sâu vào nhân quả. Bởi vì nhân quả báo ứng là những vấn đề cốt lõi trong đạo Phật. Nó chỉ là một hạt nước nhỏ bé đó, nhưng nó đã chi phối những cái biển mênh mông của cuộc đời. Cho nên hai từ nhân quả là những cái bài học thường xuyên được nghe, được nói, được biết, nhưng nó luôn có một cái giá trị rất lớn và hữu dụng trong cuộc sống. Thế thì con người ta, để nói đến quả báo hay nhắc đến thập ác và ngũ nghịch, những tội liên quan đến 10 cái tội ác, những điều liên quan tới ngũ nghịch, những hành vi xấu ác,
thì phải chịu những cái quả báo tương ứng với hành vi đó. Hành vi nặng thì quả nặng, hành vi nhẹ thì quả nhẹ. Phước chúng ta gieo, nhân chúng ta gieo nhỏ, phước nhỏ, gieo lớn, phước lớn. Ba la mật thì phước vô tận, vô biên. Có những người ngồi đây mà tâm không, tâm thanh tịnh thì cái phước lớn lắm. Có người ngồi đây tâm còn toan tính, thiệt hơn, giờ giấc, tính toán thì cái phước cũng có, nhưng nó giới hạn. Cho nên đến với nhà Phật dạy chúng ta vô ngại đại bi, là dạy chúng ta không có hữu hạn tính toán trong cái khi chúng ta tạo các thiện nghiệp hay làm các phước báo trong cuộc đời. Mà chúng ta phải cẩn trọng đối với quả báo, cẩn trọng đối với lời nói, ý nghĩ, việc làm. Bởi vì tất cả những điều đó đều có thể cho chúng ta phải thọ khổ trong địa ngục, trong loài ngạ quỷ, trong loài súc sinh. Chịu hết quả báo đó rồi thì mới được sanh trở lại làm người. Và tất cả những điều đó là do kết quả trong đời sống của chúng ta mà thôi. Nói một cách cụ thể hơn, con người ta về tu tập rồi, bấy lâu nay thì sẽ biết gieo nhân gì gặt quả đó. Người ta học một cái câu như vậy, ta không dám sát sinh. Bởi vì giết sẽ bị quả báo, sát sinh hại vật thì cái quả của chúng ta là bệnh tật, là chết yểu, là tai họa, là cốt nhục chia lìa. Đó. Hoặc trực tiếp giết hại, hoặc gián tiếp sát hại, hoặc suối bẫy người ta giết hại, đánh đập, ngược đãi, tổn hại cho người, cho vật đều thuộc về hành vi sát sinh. Cho nên con người ta tu rồi ta gọi là hiền queo à. Ta không dám chửi người, không dám đánh người, không dám làm tổn thương cho người. Chúng ta đừng nghĩ sát sinh chỉ là giết con vật, mà chúng ta nói một câu làm đau lòng người cũng thuộc về chịu quả báo sát sinh. Đánh đập, chửi bới, ngược đãi, làm đau lòng, làm tổn hại cho người hay vật đều thuộc hành vi sát sinh và chịu quả báo là bệnh tật, chết yểu, hoặc mù lòa, câm điếc, hoặc có thân phải tật nguyền, hoặc cuộc sống nhiều tai họa, hoặc cốt nhục chia lìa. Đó là một nhắc lại, vắn tắt những cái quả báo mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc đời. Người mà có cái tập khí là trộm cắp, nghĩa là làm quần quật cả năm, nó kiếm được vài chục triệu. Mình chỉ nhón ngón tay thôi là có vài chục triệu. Nghe nó dễ như là ăn một cái bánh vậy. Nhưng cái người gieo cái nhân trộm cắp thì quả báo nghèo khổ, tài sản không bao giờ được vẹn toàn và hay bị người khác chiếm đoạt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc lửa cháy, hoặc chiến tranh làm mất mát, hoặc làm ăn thất thoát và thua lỗ. Do cái nhân chúng ta đã từng dùng đồ dùng của người khác mà chưa được sự đồng ý của họ, hoặc chiếm đoạt, hoặc trộm cắp. Những hành vi đó đều đưa đến quả báo nghèo khổ, tài sản không toàn vẹn. Hoặc mới hôm nay giàu trên muôn họ, ngày hôm sau đã là tay trắng, trắng tay. Con người phạm cái quả tà dâm thì cái quả báo sẽ gặp người vợ hoặc chồng mình không chung thủy. Cho nên nói thưa thầy, con tốt lắm mà chồng con ngoại tình, mà vợ con lang chạ, vân vân. Cái người biết tu là trước hết phải xét lại chính con đã từng tạo nghiệp tà dâm, cho nên quả báo người vợ người chồng không có yêu thương mình, vợ chồng tà dâm, vợ chồng không chung thủy, hoặc vợ con bị người khác cưỡng hiếp. Đó là do mình có những cái mối quan hệ bất chính. Đó là do mình làm những việc liên quan đến sắc đến tình không chính thống, đều thuộc tà dâm. Có khi mình không có gì, mình sống chung thủy, vợ chung thủy, nhưng mà vợ mình bị người ta cưỡng hiếp, con mình bị người ta phá trinh tiết, cũng là do cái nhân mình đã phạm vào giới tà dâm. Con người ta hay dối trá thì quả báo bị người phỉ báng khinh khi. Cái nhân là do hay nói dối, hay nói những điều không đúng sự thật, hay làm chứng bậy bạ. Làm chứng cho tôi chuyện này đi, tôi chia cho, thì mình làm chứng. Có người ta vay nợ, bây giờ làm chứng là không có vay để xóa cái nợ đó,
nó mà làm chứng bậy. Đó, không giữ chữ tín thì đều phạm vào tội dối trá hết. Chứ không phải chỉ có nói dối không, nghe chưa nào? Không đúng sự thật, làm chứng bậy, không giữ chữ tín, đó, sống không có có trọn cái niềm tin với người khác, đều là phạm vào cái quả báo nói dối. Thì người ta phỉ báng khinh khi, và khi mình nói người ta không tin. Có người nói một tiếng bao nhiêu người là nghe, còn có người nói người ta không tin, người ta còn phỉ báng và khinh khi. Nói lời trau chuốt thì bị quả báo là nói ra lời nào người ta cũng không có tiếp thu, người ta không hiểu. Diễn đạt cách mấy người ta cũng không hiểu lời nói của mình. Cho nên có những giảng viên, giáo viên giảng tới đâu người ta tiếp thu tới đó. Có những thầy giáo làm nghề dạy học bao nhiêu năm vẫn không có uy tín trong làng giảng dạy, vì nói người ta không hiểu. Vì là cái nhân là mình từng nói những lời trau chuốt vì lợi cho riêng mình. Cái miệng thì thơm thớt nói cười, mà bên trong có những mưu mô thâm độc và nham hiểm. Cho nên những lời nói đó khiến cho người ta làm những việc xấu ác. Mình nói người ta đưa tiền cho mình, nói để cho người ta nghĩ chuyện ái ân một cách phi pháp, đều gọi là lời nói trau chuốt mà không đem đến sự lợi ích. Nói lưỡi đôi chiều thì đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây chia rẽ đều phạm tội nói lưỡi đôi chiều. Bị quả báo là gì? Thân tộc của mình không có hiền lành, thân tộc của mình hung hăng, quyến thuộc của mình chia lìa, không được đoàn tụ là do nói lưỡi đôi chiều. Đó, là đầu nào cũng nói được, hai đầu đến đều nói xấu, trước mặt thì nói tốt. Cái quả báo là những người thân của mình chết yểu, chết sớm, quyến thuộc bị chia lìa, thân bằng quyến thuộc mình hung ác. Còn người hay chửi bới, quả báo thường bị người khác mắng chửi và gặp nhiều kiện cáo tranh chấp trong cuộc đời. Đó là do người đó hay dùng lời độc ác mắng chửi, thô, lời ác, thì cuộc sống hay bị người khác chửi bới. Có người suốt cuộc đời ai cũng tôn kính, có người bước ra là người ta chửi, không làm gì người ta cũng chửi. Mình nói sao cái cuộc đời này bất hạnh vậy, không làm gì người ta cũng chửi mình. Nhưng mà hôm nay sư nhắc cho các vị, do cái nhân là mình đã từng nói những lời hung ác, vì vậy hay bị người mắng chửi và hay gặp những chuyện kiện cáo và tranh chấp. Còn người có nhiều tham dục, tâm không biết đủ, hưởng các loại danh lợi sắc tài sắc đẹp, say mê một cách đắm chìm trong đó, thì quả báo của con người đó không có hạnh phúc. Bởi vì như là uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Còn con người mà an lạc á, là con người biết đủ, tri túc là vui. Như chúng ta đang ngồi đây nghe pháp, đâu có giường nệm để nằm, đâu có là ghế cao, đâu có giường rộng, chiếu dài, chúng ta ngồi đất. Nhưng chúng ta thấy an lạc, đó là chúng ta đang gieo cái nhân với cái nhân trí tuệ và biết hoan hỷ chấp nhận cái hoàn cảnh này để được nghe pháp, là chúng ta gieo một cái nhân tốt lành để cuộc sống của chúng ta không bị rơi vào những hoàn cảnh đau khổ và muốn mà không được như ý. Còn con người á, hở một chút là nghi ngờ. Mình mất tiền không biết là ai là lo nghi trước. Người ta hay nói là một nghi là 10 ngờ, một ngờ là 10 tội. Cho nên cái người nghi ngờ là tội lắm. Mình biết cho chắc chắn thì mình nói, còn không thì thôi, mất là biết. Mình cũng gieo nhân tham lam, bây giờ mất rồi, bây giờ phải cẩn thận, đã chưa? Sống cho là đúng chánh pháp để không bị mất mát. Chứ còn thường con người ta mất là nghi ngờ, nói xấu. Và những cái người hay nghi ngờ như vậy, cái quả báo là sao? Thường hay bị sinh vào gia đình tà kiến, đi chùa phải giấu chồng, không dám cho chồng biết, đi quy y phải giấu vợ, cúng dường phải giấu giếm, đi nghe pháp cũng phải là trốn chui trốn nhủi mà đi, bởi vì gia đình tà kiến không có chánh pháp. Đó, có người thì làm Phật sự bao nhiêu người ủng hộ, có người thì làm một chút phải giấu giếm, đó là cái nhân gì? Hay nghi ngờ.
và không tin nhân quả, cho nên dễ sinh vào gia đình tà kiến, sinh vào nơi biên địa hạ tiện, xa xôi, thiếu Phật pháp, không có nền văn minh. Những người tâm nịnh nọt, không ngay thẳng, nhiều mưu mô quỷ kế, những người như vậy thường hay sinh trong những cái hoàn cảnh trái ngược. Nghĩa là sao? Là thương thì không được ở gần, mà ghét thì phải sống chung suốt cuộc đời. Là cái con người hay có những cái tâm không ngay thẳng, nhiều mưu mô, con người đó có tâm nghi ngờ, người thích nịnh hót thì nó luôn luôn rơi vào những hoàn cảnh không như ý mình. Tất cả đều do nhân quả trong đời sống của chúng ta. Có một người lính Mỹ, lính thủy đánh bộ tại Việt Nam, đến Việt Nam từng thải chất độc. Thải chất độc này vào những cái cánh đồng bằng khu rừng ruộng của chúng ta thì không cần làm gì hết mà thải chất độc. Cây cối chết hết, ruộng vườn khô hết, không trồng trọt được gì. Giết người bằng con đường, phá hoại môi trường. Đó. Thì cái người thủy quân này, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đó, đã từng nói rằng: tôi đã từng xả hàng trăm lít dung dịch độc hại vào môi trường, và các hóa chất này ngấm vào nguồn nước uống, làm cho người dân bị bệnh ung thư, bị những bệnh không có thuốc chữa, và làm cho là đồng ruộng bị hư hao, mất mát. Và chính người lính này đã chết vào tháng 5 năm 2013. Và đây là một trong những căn bệnh đã hành hạ người lính và người dân do hệ quả là xả hóa chất vào môi trường. Trước khi ông chết, ông nói với cái hãng tin AP rằng ông cảm thấy đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà ông đã gây ra trên chiến trường Việt Nam. Như vậy người ta là một người Mỹ, người ta không có phải đạo Phật, nhưng khi người ta chết vì căn bệnh ung thư, người ta nói: tôi không biết là cái nguyên nhân nào đưa tới căn bệnh này, nhưng một điều chắc chắn đó là có những năm tháng tôi đã xả chất độc vào trong môi trường sống của người Việt Nam. Và đến năm 2013, ông ta nói với cái hãng tin, hãng báo đó, là tôi biết rằng đây là cái giá phải trả do tội lỗi gây ra. Vậy mà mình mà bệnh tật, mình ít khi nào nghĩ tới thân mình. Mình bất hiếu như thế nào, mình sát sinh, ăn thịt chúng sanh, rượu chè cờ bạc, làm những điều xấu ác như thế nào mà nay phải bệnh tật, mình không có nghĩ đâu. Mà thường là mình kiếm những cái nguyên nhân để mình đổ thừa, trách móc những người chung quanh. Các vị phải biết rằng chỉ việc làm rất nhỏ vẫn phải trả lấy quả báo. Và kể những chuyện vui hàng ngày thôi. Có một người bạn kể với sư rằng: một bữa tôi đi mua báo. Tờ báo thì các vị biết rồi, 2-3 ngàn đồng. Nhưng mà lúc cái người bán hàng không để ý lấy luôn 2 tờ. Và anh ta nghĩ tờ báo 2-3 ngàn, nghĩa là ăn cắp 2-3 ngàn đồng ăn thua gì. Đời này nó ăn cắp tiền tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ, nó còn sống sờ sờ cái kia, mình lấy tờ báo ăn thua gì. Nhưng mà cái người này là cái người đã quy y, biết tu tập, cho nên là có quả báo liền để cho chừa. Còn cái người mà không biết tu á, từ từ quả báo mới đến. Cho nên các vị mà làm cái này cái kia đó mà cái quả báo nó đến liền là mình phải nói lời gì? Cảm ơn. Mình phải thank you số phận của mình. Làm xấu có người nhắc liền. Giống như người bạn nói mua tờ báo lấy luôn 2 tờ, mua 1 tờ lao động cầm luôn thêm 1 tờ tuổi trẻ, ăn cắp có 2 ngàn mà làm gì. Nhưng ngay lúc đó vừa chuẩn bị rời đi thì cái áo mắc kẹt vào trong cái nghẹt cửa đó, rồi cái cửa nó khóa lại, không cách sao mà lấy ra được hết. Xong rồi phải nhờ người gỡ tháo mở chốt tùm lum tùm la mới lấy được cái áo ra, phải trả cho người đó vài chục ngàn tiền thù lao. Thế là ăn cắp tờ báo 2 ngàn, mất mấy chục ngàn. Thì cái người bạn mới nói: tôi cảm ơn cuộc đời, tôi gieo nhân cái trả quả liền để cho tôi phải biết sợ. Mình si mê quá, mình làm nhiều chuyện sai trái, mình tham, mình cũng từng trộm cắp, và có những quả báo nó đến tức thì. Không có cái quả báo nhục nhã nào bằng cái quả báo mà con người mà
thích danh thích tiếng mà bị người ta bắt quả tang là ăn cắp thì không có gì nhục hơn. Thì con người đó sẽ được trải nghiệm cái vấn đề lấy cắp, người ta sẽ phát hiện được cái quả báo đến tức thì bằng không còn cái danh cái tiếng thơm trong cuộc đời. Mà nhân gian Việt Nam mình có câu là mua danh 3 vạn, bán danh có 3 đồng. Giữ được cái danh dự, cái uy tín trong cuộc đời nó khó lắm. Nhưng mất mấy đồng bạc là mất, chẳng hạn như cái tờ báo. Cái này là anh ta không bị bắt quả tang, mà tự nhiên cái áo nó kẹt vào trong cái cửa, mà muốn lấy ra thì mất mấy chục ngàn. Thì cũng phải bồi dưỡng cho người mà kỳ cặt lấy kề mấy đồ tháo. Nhưng có những người bị bắt quả tang thì nhục nhã rất nhiều. Cái đó sư từng chứng kiến cái cảnh người mà gọi là gì? Có danh giá trong cuộc đời. Cái thói quen mua 1 ký khoai tây phải bốc vào trong giỏ thêm 2 củ mới cảm thấy là mãn nguyện. Mà ăn cắt rõ ràng, chứ xin cho tôi thêm 2 củ thì không sao. Nhưng mà cái người bán hàng họ bận rộn, bốc vào trong giỏ 2 củ, đem về ngay 2 củ khoai tây thối, không ăn được. Có những con người gọi là cái tánh tật của họ, nhà không thiếu gì hết, nhưng mà tật ăn cắp vặt. Và khi người ta biết thì người ta ngại lắm. Người sang trọng như thế, mặc quần áo đẹp như thế, mà người ta bảo thôi đừng chơi nhá. Sao vậy? Nó có bệnh ăn cắp vặt. Vặt là những cái gì không đáng. Đó. Thì những cái người mà có cái tật đó, cái quả báo của họ không được sự kính trọng, mặc dù họ đang có địa vị trong cuộc đời. Có khi có một cái đứa bé, nó ra siêu thị, nó bảo ba ơi, hôm nay con toàn được điểm 10, ba dắt con đi mua cái đồ chơi, ba hứa rồi. Đúng rồi, hôm nay con toàn là điểm 10, nguyên 1 tháng, ba sẽ mua đồ chơi cho con. Đi ra siêu thị hỏi con thích cái gì, hay xem nào. Thì nó bảo rằng nó thích cái trò chơi cây cỏ đại chiến zombies, à, 3 cái trò chơi zombie gì đó. Nhưng mà khi nó cầm cái đĩa zombie trên tay thì nó lại thấy có một người phụ nữ cầm mấy đồng bạc đi mua sữa cho con. Hỏi giá cả xong thì cái số tiền của cô ta có không đủ để mua cái hộp sữa cho người con. Ví dụ cô ta có 100 ngàn và cái hộp sữa tốt có thể là 300-400 ngàn. Cho nên cô ta buồn rồi. Mà người cha đứng thì chỉ quan sát vậy thôi. Nhưng mà đứa con, một đứa con trai mới học cấp 1, nó đến nó nói, em bé của cô cần thức ăn hơn, cháu cần cái trò chơi đại chiến zombies này. Cho nên cái con sẽ nói với bố con là đó, con không mua cái đĩa này nữa, mà hãy gửi cái số tiền đó để cho cô mua sữa cho con. Cái đó cái tính thiện tự nhiên của đứa bé. Trong khi có những người lớn đi vào chợ, vào siêu thị, vào cửa hàng thì chỉ muốn ăn cắp thôi. Nhưng đây một đứa bé, nó bảo rằng con không cần chơi zombies, mà con nghĩ rằng con của cô cần thức ăn hơn trò chơi của con. Cho nên người bố rất là tự hào. Đã được rồi, nó đã biết làm việc đó, thì ngày mai mình vẫn sẽ mua cho nó cái cuộn băng trò chơi đó, mai mình sẽ mua. Còn bây giờ cứ để cho nó làm cái việc thiện đó. Nhưng khi mà bước ra ngoài cái cửa hàng rồi, thì một người đàn bà sang trọng bước đến và nói rằng tôi vừa mới chứng kiến cách xử sự của con ông. Và tôi cảm thấy tôi rất là ngưỡng mộ. Bởi vì tôi điều hành một nhân viên mà tìm được một nhân viên thật thà trong cái xã hội này nó quá khó. Trong khi con của ông mới học lớp 1, nó biết hy sinh cái đồ chơi nó đang yêu thích cho một người phụ nữ nghèo. Vì vậy, tôi muốn dặn tặng cho cháu một món quà, nhưng mà về nhà mới được mở ra. Nhưng khi về mở ra thì đó là một cuốn truyện tranh, và kèm trong đó là 1 triệu đồng với một dòng chữ: cháu xứng đáng với phần thưởng này, một cậu bé ngoan của chúng ta. Đó là những cái thuộc về gì? Phước quả đến liền, phước báo đến ngay lập tức.
Mà nếu ngày nào mình làm phước cũng có ngay 1 triệu đồng, chắc mình làm dữ lắm đúng không? Tiếc thay là không phải như vậy. Thường là làm là mình phải tính, tính rồi phải toán, toán rồi là không có cơ hội để làm phước. Nó không đến liền như chuyện này đâu. Đó, nó không mất liền như cái chuyện ăn cắp tờ báo đâu. Nó không đến liền như cậu bé mà giúp đỡ người phụ nữ nghèo đâu. Có những cái chuyện nó đến ngay trong đời, có những chuyện một thời gian sau, và có những chuyện phước báo không biết bao giờ nó đến. Duyên đã đủ, thời đã đến, nó sẽ đến với chúng ta. Cũng như chúng ta gieo nhân Phật Pháp hồi nào, gieo nhân với sư hồi nào, đâu có biết mà bây giờ hôm nay chúng ta gặp nhau. Cho nên các vị ạ, đừng bao giờ quên lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không bỏ sót. Mình ngồi hôm nay mình nghe Pháp là phước đức, thì hãy ráng tạo cái duyên nó nhiều hơn. Dạ thưa Thầy, chùa vẽ 1 tháng nghe 1 lần thôi ạ. À, mình về nhà, ai cũng có cái, bây giờ cái iPhone hình như ai cũng có. Trong đó, trời ơi, Pháp thoại vô số, vô biên, vô tận. Thậm chí có những từ điển Phật học, cái từ đó mình không hiểu, mình bấm vào cũng có giải đáp luôn. Nhưng tiếc thay là người ta lại không tìm hiểu đến những điều đó, mà người ta vào iPhone, iPad để người ta những xem những cái điều để thỏa mãn lòng tham dục. Sắc đẹp, tiền tài, lòng tham, tội ác, thích vào đó để xem. Những điều đó cũng tạo cho chúng ta những quả báo không lường. Cho nên bài học nhân quả thì nó quá căn bản, nhưng chúng ta không thực hiện được bởi vì chúng ta không dám cho ra. Hãy tập cho ra. Một người bán hàng nghèo nhất vẫn có thể cho ra được mà, bố thí được mà. Có một cái người bán hàng tâm sự như thế này: cái thời con đi bán đồ nội thất thì tức là mình chỉ là nhân viên, bán được nhiều thì chủ sẽ cho hoa hồng nhiều, bán ít thì hoa hồng ít, không bán không có hoa hồng. Cho nên có những ngày là không có đồng bạc. Các vị buôn bán cũng biết rồi, những cái mặt hàng đó gần Tết rồi gần lễ là bán được, có khi ngồi cả ngày đuổi ruồi chơi vậy thôi. Cho nên có những nhân viên cũng nghèo, thăng trầm theo cái mặt hàng bán ra. Anh ta tâm sự đó là một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, khi mà chỉ kiếm được có 1 triệu đồng 1 tháng mà còn phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, không dám lấy vợ luôn. Và gần như chẳng còn gì sau mỗi lần mà thanh toán tiền cuối tháng. Có những ngày không ăn uống gì, đến nhà bạn ăn đỡ gì qua la, không còn tiền. Có những con người như vậy. Thì một ngày kia anh ta cố gắng bán hàng nhưng cũng chưa được cái mối nào hết. Ai đi vô cũng giới thiệu hết, mà người ta nhìn đã, người ta bắt lấy này lấy kia xem rồi ta thank you rồi người ta đi, người ta không mua. Cho nên hôm nay mà không có ai mua nữa là không có đồng bạc mà mua bánh mì mà ăn luôn. Có những người người ta nghèo như vậy. Nhưng mà đến gần cuối ngày thì có 2 vợ chồng già bước vô, ngắm đồ là ngắm cả tiếng đồng hồ. Cho nên những nhân viên khác người ta đi hết. Ta bảo bán cho mấy cái người này á hả, cầu bán được 1 món hàng á là nói rã ruột ra, mà có khi không mua nữa. Nhưng mà cậu ta rất là kiên nhẫn, cứ đứng chờ. Và cuối cùng là 2 vợ chồng già mua được 1 cái kệ để tivi. Mà bán được cái kệ đó thì tiền huê hồng anh ta có được là 50.000 đồng. Thì thôi cũng là được, cố gắng bán. Nhưng mà sau đó thì 2 ông bà nói rằng: có thể là gắn giùm tôi cái kệ tivi này vào nhà tôi không? Anh ta bảo rằng có cái nhân viên chuyên gắn kệ. Thì cái người ông bà này bảo rằng: không, tôi thích nhờ cậu, cậu có giúp được không? Anh ta bảo: vậy thì phải 9 giờ tối, cửa hàng đóng cửa rồi đó, thì tôi sẽ đi đến giúp ông bà. 9 giờ tối, 2 ông bà chạy xe trở lại cái cửa hàng đón cậu bé này đi. Thấy chưa nào? Đó. Mà đói lã rã ruột rồi, cả ngày đã không ăn gì rồi, bây giờ hứa rồi phải đi đến gắn cái kệ để tivi cho 2 ông bà. Thế rồi quý Phật tử có biết như thế nào không?
làm trầy trạch, tại vì là tắc kê tắc gì đó, hơn 2 tiếng đồng hồ mới gánh xong. Mà bà cứ xào nấu không, cái mùi thơm của thức ăn đó rớt cái búa mấy lần. Cho nên các vị nhớ là mai mốt cho người ta ăn trước nghe chưa. À, vô có gì cho ăn đi, cháu ăn chưa, đến chùa quý thầy quý sư hay hỏi ăn chưa. Là bởi vì đó, bây giờ con người ta dư thừa quá rồi, ta không nghĩ, chứ có những người đói, đói run luôn. Thì các lẽ là bà cụ bà không biết, cho anh ta đóng mà rớt búa hoài. À, cháu có cận thị không mà rớt búa hoài thế. Rồi thật ra là gì? Đói. Làm xong cái kệ đẹp đẽ rồi đó, thì bắt đầu á, bà cụ mới bê cho một cái dĩa cơm chiên. À, trên đó có mấy miếng dưa, mấy miếng cà. Trời ơi, một cái bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời mà anh ta có, vì đang đói. Và sau khi làm xong rồi đó, thì anh ta bảo chắc trong cơ quan không ai ngu như mình, cả ngày đã mệt đã đói rồi, có 50.000 tiền huê hồng thì đi ăn đi, còn lết tới đây đóng hết 3 tiếng đồng hồ, thấy chưa nào. Nhưng mà sao vẫn thấy rất là vui, bởi vì hai ông bà già rất là già rồi, cháu mà không đến giúp đóng cái kệ này thì chắc cứ để cái tivi ở trên giường, phải chưa nào, ngủ rồi thỉnh thoảng là cứ đạp chân vào cái tivi thì chắc ngủ cũng không ngon. Cho nên thấy như vậy mà là niềm vui cho cậu ta. Nhưng cuộc đời nó có những cái hay lắm. À, khi mà làm xong hết ăn no rồi đi về, cái bụng này là một dĩa cơm này, có thể là ngày mai mình đến chiều mai ăn cũng được, phải chưa nào, phải để dành chứ. Nhưng mà tự nhiên trước khi về thì hai ông bà nó nhỏ nhỏ cái gì với nhau á, xong rồi là mới gửi cho anh ta một cái phong bì, là thôi có ít tiền biếu cho cháu. Thế là dạ xin cảm ơn, cái dĩa cơm hôm nay là quá ngon rồi. À, nhưng mà về tới nhà để chuẩn bị đi ngủ thì mở cái tấm thiệp ra, một số tiền không thể tưởng tượng, 2 triệu đồng. Tại vì hai ông bà này rất là giàu chứ không phải nghèo đâu. Và có khi người ta thử lòng những con người trong cuộc đời này, đến đóng kệ rồi có tắt mắt lấy cái gì không? Chỉ ăn dĩa cơm thôi, rồi đi về không xin gì hết. Thì tự nhiên hai ông bà già rồi không con không cháu, bố thí 2 triệu đồng, nói là lớn nhưng thật sự cho người ta những cái số tiền như vậy là cho người ta niềm vui. Nhưng sau lần đó, trong suốt những tháng ngày mà bán đồ nội thất, anh chàng ta tâm sự rằng tôi đã thay đổi lối sống của mình. Hồi xưa chỉ ráng bán để đạt doanh số, bán hàng để được thưởng, để được tiền. Bây giờ luôn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Và tự nhiên mình hay quan tâm đến người khác, mình trở thành người dễ thương. Anh ta trở thành người tốt bụng, bởi vì luôn quan tâm tới những cái nhu cầu của người mua hàng, nhất là những người già, nhất là những người nghèo. Và trong một thời gian, anh ta trở thành người tốt bụng ở trong cái cửa hàng đó, rồi lại được một công việc có thù lao cao hơn và tốt hơn. Nhưng mà cái vận may nó đến rồi, cuối cùng đâu có bán cái cửa hàng nội thất nữa. Bây giờ làm chủ một cửa hàng bán đồ kim khí, điện máy, nhưng mà bán rất là nhiều, bởi vì luôn luôn quan tâm đến cái nhu cầu của người tiêu dùng, đến số tiền cái người mua là sinh viên, học sinh hay công nhân, hay là người có khả năng về tiền bạc, để anh ta đáp ứng những cái mặt hàng tốt và vừa với cái số tiền. Cho nên trở thành một cái người tốt bụng, dễ thương. Cái điều đó không phải sống vì tiền nữa, mà sống có cái tâm ở trong đó. Cho nên cái chuyện nhân quả thì mình đừng có nói là cái chuyện gì xa xôi, nó là ngay cuộc sống của chúng ta. Mình thiện lương với người khác chính là thiện đãi với chính mình. Cái ông giám đốc của cái công ty đó, Thành Đạt, thì cứ lặng lẽ đem tiền đến ủng hộ cho học sinh câm điếc, học sinh mù ở chùa sư đó, hay giúp đỡ học sinh câm điếc, học sinh mù. Thì anh ta đem tiền tới, mình mới nói hôm nào là chú rảnh chú phải tự tay lên phát tiền cho người mù, với phát quà cho học sinh câm điếc. Thôi thầy ạ, thầy đưa các bạn sinh viên phát cho con đi. Con nghĩ rằng cuộc đời con từ cái chỗ làm ăn không thuận lợi trở nên thuận lợi, công ty nhỏ thành ra lớn, công ty yếu thành ra công ty mạnh. Con nghĩ trời đã cho con quá nhiều rồi, cho nên con nghĩ rằng mình làm chút việc tốt, không phải là để làm gì,
mà đó là để tỏ ra là mình xứng đáng hơn với ơn trời. Cho nên con giúp đỡ mà người ta biết cũng được, không biết cũng không sao. Cho nên cái anh chàng giám đốc này luôn là cái người mà đưa tiền để cho sinh viên nó phát. Mà sinh viên mà được phát cho người mù nó thích lắm, nó phát cả ngày nó cũng không chán. Tại vì thật sự nó không có tiền, nó được phát. Thế là mình là người có tiền để đưa cho sinh viên phát, mình làm phước hai lần. Mình làm phước cho người mù, mình làm vui cho sinh viên, phước hai lần, double phước lên. Còn cuộc đời người ta làm một chút mà phải tên tuổi cho nhiều, hô hoán cho to, thì phước nó nhỏ lại. Cho yêu thương sẽ gặt hái lại yêu thương, cho hy vọng thì mình sẽ thêm niềm hy vọng. Cho nên trước hết mình cứ hãy đối xử tốt với mọi người. Sinh mệnh của mình giống như một tiếng vọng. Thấy chưa nào? Bây giờ sư nói cái tiếng như vậy các vị có dễ nghe không? Nhưng mà giờ sư hét lên, sư ré lên thì chính sư sẽ đón nhận cái âm thanh nó dội trở lại tai mình. Cuộc đời mình cũng vậy, tiếng vọng của chính mình. Mình dành lương thiện, êm ái cho người khác thì thiện lương lại quay trở về với mình. Mình đối xử tốt với ai? Thật ra là đối xử tốt với chính mình. Ngày nào mình đối xử tốt với người nào đó, tối đó ngủ có ngon không? Rất ngon. Ngày nào mà ông xã ông gây gổ và mình vẫn nói: anh ạ, tôi thấy lúc này anh không được khỏe lắm, anh uống nước chanh đi cho mát, uống bột sắn dây đi cho bớt nóng nảy. Không nào? À, con bảo lúc này bà đi tu và tiến bộ thế. À, thế bưng ly nước uống cho một hơi. Thay vì cãi vã, hai vợ chồng vui vẻ. Tối đó mình nằm lên giường, ngủ sao ngon thế. Đáng lẽ hôm nay là một trận chiến xảy ra, 49 gặp 50. Nhưng tự nhiên mình hạ giọng xuống, mình bảo ông nóng nảy trong người. Đấy, ông uống bột sắn đi, ông uống nước vối đi gì đấy, vân vân. Tự nhiên ông mát mẻ. Tất cả là do mình thôi. Sinh mệnh giống như tiếng vọng. Dành lương thiện cho ai, mình sẽ đạt lại cái sự an lành cho chính bản thân mình mà thôi. Nhân quả là như thế. Cho nên nếu mình sống mà mình thấy tự nhiên cái đạo tràng hôm nay có vui không? Vui. Mình thấy mọi thứ đều tươi mới, êm mát là trong lòng mình đang số một. Mà mình nhìn cái cây ấy hả, đập một cái. Mình muốn nhìn cái này đá một cái. Mình nhìn con mèo mình muốn đá, mình nhìn con chó muốn đập. Trong tâm mình đầy các cái hạt giống sân si. Khi nào mà mình nhìn thấy mọi thứ đều êm, đều nhẹ nhàng, là biết là trong tâm mình nó cũng nở ra như hoa vậy. Đó. Cho nên đừng quên rằng những việc của mình làm nó để lại tiếng vọng cho lương tâm, cho cuộc đời, cho con cái của mình. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Gia đình có 3 người con trai. Lũ trẻ từ nhỏ lớn lên trong tiếng cãi vã và đánh nhau của cha mẹ, rất là tội nghiệp. Các vị đi tụng kinh đại bi, đi sám hối, đừng có bao giờ cãi nhau, đánh nhau mới là người tụng đại bi. Tại mình là đại bi Tâm Đà La Ni, mà ông nói câu nào mình đốt câu đấy thì mình không có đại bi gì hết. Thấy chưa nào? Mà mình đội lốt đại bi thì Đức Quan Âm sẽ tức cười lắm, buồn cười. Cái người này lần chuỗi giống như con mèo đeo sâu chuỗi trên cổ thôi. Thấy con chuột là vồ ngay thôi. Đó. Cho nên phải là tập tha thứ và bao dung. 3 đứa con nó lớn lên trong tiếng cãi vã của cha mẹ. Mẹ của chúng thường xuyên bị đánh tới mức thương tích khắp người. Người ăn trong 3 đứa con, đứa lớn nhất nó nghĩ: mẹ của mình thật đáng thương. Sau này ta lớn lên ta lấy vợ, nhất định sẽ đối xử tốt với vợ mình. Đứa con lớn nhất nó nói như thế. Đứa thứ hai thì nói: hôn nhân thật là vô nghĩa. Hôn nhân là vậy đó, sanh ra 3 đứa con rồi bố mẹ đánh nhau suốt ngày, chửi nhau không còn một cái ngôn từ nào ở trên đời này. Chưa bao giờ nghe cái từ I love you hết, mà toàn là rồi mày sẽ biết tao không à. Hãy đợi đấy không à. Cho nên hôn nhân thật là vô nghĩa. Ta sẽ không bao giờ lập gia đình, ta sẽ không kết hôn, ta hận thù cuộc đời, ta là đứa con thứ hai. Còn đứa con thứ ba thì sao? Hóa ra làm chồng có thể đập vợ, mai sau này tao đập vợ cho đã. Đấy, các vị thấy chưa? Trong 3 đứa con, nó sẽ đón nhận việc làm của 3 bố mẹ
ở những quan điểm khác nhau. Mình đừng nghĩ rằng á, là mình làm chay hát bội gì đó rồi con mình nó cũng tốt. Không phải như vậy đâu. Chỉ có một trong ba đứa, có một đứa lớn là nó sẽ đối xử tốt với vợ, tại thấy mẹ tội quá. Nhưng đứa thứ hai nó bảo nó sẽ hận thù cuộc đời, nó không lập gia đình. Và đứa thứ ba nó bảo nó lấy vợ, nó sẽ đánh vợ giống như bố nó. Cho nên cuộc sống này, cùng một hoàn cảnh nhưng với những lối suy nghĩ khác nhau, sẽ ảnh hưởng rất khác nhau trong cuộc đời. Cha mẹ ngoài việc giáo dục con cái phải có những hành động, gương mẫu, lời nói, việc làm vô cùng quan trọng. Cái đó là mình là nhân, con cái là quả đó, chứ không có đợi kiếp nào hết á. Các vị làm sao mà con các vị cũng lên chùa tụng đại bi, và bố mẹ đi tụng đại bi về dễ thương quá. Nhà thì êm ấm, gia đình thì làm ăn được, thuận vợ, thuận chồng, thuận vợ hòa, con cái đoàn viên. Thì mới là tấm gương tu tập cho con cái của mình. Chứ mình không thể nào là sống tùy tiện, rồi là với tâm hư, tâm tà, tham sân dần phát triển, mọi việc đều tùy tiện thì cứ rước họa vào thân. Nhớ như thế. Cho nên cũng có những con người thì bảo rằng tôi tin vào nhân quả, nhưng cũng có những con người lại không tin. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói rằng cạnh nhà con có một cái bà tu dữ lắm thầy ạ. Bà tụng kinh, bà niệm Phật, bà làm phước, bà bố thí, nhưng cuộc đời của bà toàn gặp việc không may. À, con á, cái người đằng kia kìa, không có việc ác gì không làm, ngày nào cũng chửi rủa hết. Nhưng mà sao bà đã giàu có và sung sướng, ông trời chưa từng trừng phạt bà lần nào. Các vị có nghĩ như vậy không? Có. Các vị nhìn cuộc sống chung quanh, các vị đã bà đấy ác mà vẫn giàu, cho nên mình cứ ác. Bà kia tu cho lắm vẫn gặp nạn, cho nên tội gì mình phải tu. Có như vậy không? Có. Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng cái gì cũng vậy hết. Cái quả phước nó đến, nó cũng phải có thời điểm. Không phải không có quả báo, phước báo, mà chưa đến ngày đến giờ mà thôi. Các vị tu như thế này có phước báo không? Có. Nó sẽ đến. Cái đến ngay bây giờ là gì? Là chúng ta ngồi đây mà sao thấy mặt mũi ai cũng sáng lên, hào quang của Phật chiếu vô, không có thấy ai ngủ gà ngủ gật hết. Nó là phước ngay tại chỗ rồi, đúng chưa? Bình thường là mới 6 giờ. Cho nên đừng có vội nói cái bà kia làm ác mà sao vẫn sung sướng. Đó, đừng nên nói như vậy. Tất cả đều phải đến ngày đến giờ hết. Cái người làm hướng Phật tích đức hành thiện nhưng chưa có phúc báo là bởi vì kiếp trước thiếu nợ quá nhiều. Nợ 1 tỷ mới trả có vài triệu. Cho nên bà vẫn phải tiếp tục hoàn trả các món nợ trong kiếp này. Các vị cũng vậy. Nếu tụng kinh này, tụng chú đại bi này, chú niệm Phật mà vẫn khổ là biết nghiệp đời trước chưa trả hết nợ. Cho nên vui vẻ mà tu tiếp, trả tiếp cho nó hết, rồi phước sẽ đến với chúng ta. Đồng ý không? Còn cái người làm ác mà vẫn hưởng phước, giàu sang sung sướng là vì họ đã từng có những cái phước. Ví dụ họ cứu người, thấy chưa nào? Họ từng cứu người, cứu nạn, giúp đất nước, vân vân. Thì cái phước này, cái kiếp này chưa có dùng hết. Rồi họ cứ phá đi, cứ sống ác đi, phước hết. Lúc đó khổ nạn sẽ đến ngay lập tức. Đó, người ta hay nói là trời cao có mắt. Nhân quả là như vậy. Chúng ta cứ tiếp tục mà tu tập các công đức lành. Và đừng nên là phân tích về nhân quả khi mà mình phải biết rằng nhân quả nó có thời hạn của nhân quả. Chứ không phải nhân quả nào cũng cho mình thấy ngay cái kết quả của nó. Thì thời gian chúng ta không có nhiều. Sư kể một cái câu chuyện để lý giải cái vấn đề này, để các vị rút kinh nghiệm tu tập. Đã. Rồi chúng ta cũng phải say goodbye thôi, cũng phải tạm biệt nhau thôi, đúng không? Có một cái vị hòa thượng muốn phát tâm xây một ngôi chùa, nhưng mà cái phước của ngài nó cũng chưa có đến. Cho nên đó, ngày xưa là người ta có cái cách là đi hóa duyên, tức là đi nơi này nơi kia rồi người ta mới cúng vàng. À,
Đi đến nơi chỗ này kia tụng kinh thuyết pháp, cảm hóa dân chúng, rồi dân chúng kết thiện duyên để xây chùa. Nhưng mà vị hòa thượng đó vất vả tụng kinh, rồi là làm các công đức nhiều lắm, nhưng mà vẫn mấy năm trời vẫn chưa có đủ tiền để mà xây chùa. Cho nên ngày đen nhem là cứ phải đi. Thì có một cái người đã xúc động trước cái hình ảnh mà vị thầy ngày nào cũng đi mà không có tiền để về xây cái ngôi chùa cho cái làng. Người xúc động đó là một cậu bé bán bánh bò, thấy không? Thì thấy vị hòa thượng này ốm vất vả mà chưa có tiền xây chùa, thì cậu không có nghĩ là mai mốt để mình giàu mình sẽ cúng, mà cậu nói hôm nay mình bán bánh được bao nhiêu tiền mình đưa hết cho cái vị hòa thượng đó. Các vị thấy cái tâm của cậu bé không? Hôm nay đi bán có bao nhiêu tiền cúng hết. Cả cái thị trấn đó ai mà nghe cậu bé bán bánh quyên tiền đưa hết cho vị hòa thượng đều sinh lòng hổ thẹn, tự nghĩ rằng một đứa bé bán bánh mà biết phát tâm hành thiện tích đức cúng dường mà mình sao bốn xín, chẳng lẽ không bằng một đứa trẻ con hay sao? Nó đem tiền nó cúng hết cho hòa thượng, tự nhiên cả cái làng đó kéo nhau, một người, mười người, trăm người quyên tiền góp của, và không bao lâu đủ tiền xây cái chùa. Như vậy là cái công cậu bé rất lớn, mặc dù bán hết cái mâm bánh đó chắc không biết tới 100.000 không. Vị hòa thượng nó vô cùng cảm kích cậu bé, mới nói rằng, này con làm một cái việc phát tâm hết sức là công đức lớn. Ngày mai này trong tương lai, cuộc đời con có gì khó khăn, đến chùa tìm ta nhé. Cậu bé, A-di-đà Phật, đâu có gì đâu ạ. Tiền có mấy cái bánh đâu có gì đâu ạ. Nhưng các vị thấy cái tâm có lớn không? Tại vì có bao nhiêu đưa hết. Cho nên cái kết quả là gì? Cậu về cậu phải khất với ông chủ vì bánh có phải của cậu đâu. Cậu nói cho con bán bánh thì khi nào con có tiền con mới hoàn lại cái vốn. Tại vì hôm nay đứt cả vốn lẫn lời. Nhưng mà một cái đứa bé nghèo làm sao mà hoàn lại vốn. Cho nên càng lúc thì càng nợ. Và cuối cùng là ông chủ mắng thậm tệ rồi đuổi đi. Cậu bé không tìm được công việc, không có vốn liếng, ngày tháng lang thang và trở thành một kẻ ăn mày. Cơm ngày không có đủ được 3 bữa, đói khát, rồi lại mắc bệnh chốc đầu, tức là ghẻ. Đi đến đâu người ta cũng nghe cái mùi chốc đầu á, người ta đuổi đi vì nó hôi quá. Cho nên vừa đói khát lại vừa bị chốc đầu. Rồi cái mủ ở trên đầu nó chảy xuống vào mắt, mù mắt. Đấy, thấy có người nói, đấy, cúng đi, cúng rồi cả chốc đầu mù mắt, đúng không? Sẽ có người nói như thế. Thầy giảng cho mà nghe. Đến lúc đó việc ăn xin cũng không còn ai cho, chứ đừng có nói cái chuyện gì khác. Bỗng nhiên một ngày cậu mới nhớ ra cái vị hòa thượng là ngày nào cần ta hãy trở về chùa, như tìm được đường sống trong cõi chết. Cho nên cậu lê lết lần mò đi về chùa, một cậu bé mù đi về chùa. Lúc này đó, xây xong chùa rồi, vị hòa thượng chuyên tu một cách miên mật nên cũng đắc đạo, có chùa tu hành đắc đạo, chứng được tam minh lục thông. Cho nên biết là ngày hôm nay cậu bé ăn mày sẽ đến chùa, biết trước. Cho nên đêm hôm trước hòa thượng mới triệu tập các thầy lại và nói rằng, ngày mai có đại hộ pháp tới chùa, các con hãy nhớ mở cửa chùa cung kính nghênh đón, không được sơ suất, nghe chưa? Ai nấy cũng đều tò mò, không biết ai là đại hộ pháp của ngôi chùa này. Thế rồi từ sáng cho đến chiều, cho đến gần tối mà cũng không thấy. Vị hòa thượng phải nói, ủa, ngày hôm nay có thấy đại hộ pháp đến chưa? Thưa thầy, chờ suốt một ngày không thấy vị đại hộ pháp nào đến ạ. Hòa thượng nghiêm mặt nói, chẳng lẽ hôm nay không có một người nào đến chùa sao? Thì cái thầy tri khách mới nói, dạ không một ai, chỉ có một tên ăn mày mù mò mẫm đến đây mà thôi.
tên ăn mày đó nó muốn vào, nhưng con sợ làm hỏng mất cái buổi tiếp đại lễ, đại tiếp đại hộ pháp, cho nên con đã cho hắn mấy cái bắn và tống cổ nó đi rồi. Các vị nghe chưa? Vị hòa thượng mở to mắt lên rồi mới nói lớn: chính cái người mù đó là đại hộ pháp của ta, mau mời vào đây. Nếu mà không tìm được là các con phải bị quỳ hương hết. Thế là tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên mà phải chạy đi xuống dưới núi để kiếm. Cái chùa nằm trên núi lắm. Chạy xuống tuốt dưới núi, nhưng mà cậu bé mù nên đi rất là chậm. Vì vậy mà một vài giờ đồng hồ sau thì bắt lại được cái cậu bé mù đấy, đem về chùa. Hòa thượng cho chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa và ở một phòng của đại hộ pháp. Nghe đã đời không? Cũng được đền đáp chút phải không nào? Đó. Nhưng thật không ngờ, một đêm kia, cậu bé mù lòa đi mò mò ra ngoài, không may hụt chân xuống mà rớt xuống dưới núi mà chết. Tại mù á, đi phải có người dắt. Nghe như vậy mà biết quý đôi mắt của mình, mà ráng cái mắt này để xem kinh, tai để nghe pháp, miệng để nói lời lành. Những người mù đó đi ra lọt xuống chết. Và tin tức được truyền ra, rất nhiều người biết và cảm thấy cuộc đời thật bất công. Đấy, làm gì có nhân quả báo ứng trên đời này. Cậu bé này bán bánh, sống một đời sống là có cơm ăn áo mặc, lại đi là hành thiện, lập công bồi đức, cúng chùa hết cả tiền, bây giờ là hết chốc đầu để ăn xin, mù lòa. Bây giờ về tới được chùa sinh sống, rớt xuống dưới hầm mà chết. Thế nhân quả là cái gì? Chắc chắn chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Cuối cùng những lời nói này mới tới tai vị hòa thượng. Hòa thượng mới mời hết mọi người về, giống như về chùa vẽ hôm nay. Ngồi đây, ta nói cho nghe. Có chịu nghe không? Nghe. Các vị phải biết, cuộc đời này tam thời quả báo. Quả báo không chỉ một đời, mà nhiều đời, quá khứ, hiện tại rồi vị lai. Có khi nó diễn ra liền, có khi nhiều kiếp sống nó mới diễn ra. Cậu bé đó căn cứ vào nghiệp lực trong quá khứ rất nặng, cho nên sẽ phải chịu ba đời thống khổ. Kiếp thứ nhất là chốc đầu, tức là ghẻ lỡ, đi ăn xin. Kiếp thứ hai phải chịu mù lòa. Và kiếp thứ ba là rơi từ trên núi rớt xuống mà chết. Tức là phải ba cái quả báo gánh chịu do nhân ác đã gieo trong những kiếp sống. Nhưng cậu bé này với đại tâm, đại từ, đại bi làm công đức, nên nghiệp lực kia đã sớm rút ngắn lại. Thay vì ba kiếp sống, cứ đại khái như là gần 300 năm, mỗi kiếp sống tối đa là 100 năm, thì rút ngắn lại chỉ trả trong một đời này mà thôi. Cậu đã rút đi hai đời chịu thống khổ và hiện đời rọt xuống núi, thì thần thức đã được siêu sinh về cảnh trời. Nhân quả đều hiện rõ đầy đủ, sao có thể nói rằng là không có nhân quả và báo ứng? Ta nói cho các con biết để cẩn trọng mọi lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình. Tất cả đều kết tinh thành quả báo hay là phước báo trong đời sống của chúng ta. Mọi người nghe xong đều xúc động vô cùng, cảm thấy cái vấn đề nhân quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thay vì cậu bé đó sống hết kiếp, kiếp sau rồi chốc đầu, kiếp sau thì mù, kiếp sau thì chết, từ trên đỉnh núi rớt xuống chết, thì trong một kiếp sống trả hết. Vì do phát đại tâm, đại lực, đại bi. Cho nên có người nói con phát tâm tu, con bị khảo quá trời rồi, thôi khỏi tu nữa. Đó là mới có chút chút thôi, phải không nào? Đó. Mà mình khỏi tu nữa đi, rồi mình chất chồng nghiệp báo, đến khi trả không có sức mà trả, và kéo dài không biết đến kiếp sống nào. Muôn kiếp phải trả quả báo. Mình làm một kiếp làm heo 500 kiếp, làm kiếp rắn 500 kiếp, làm kiếp loài chim, loài quạ 500 kiếp, chứ không có gì mà một kiếp đâu. Các vị nhớ như vậy. Đã xa vào cảnh súc sanh là 500 kiếp, địa ngục 1000 kiếp,
ngạ quỷ không biết chừng nào mới thoát kiếp luân hồi. Cho nên quý lắm mới được thân người, quý lắm mới được nghe Phật Pháp. Cổ đức dạy, giả sử bắt thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên tế ngộ thì quả báo hoàn tự thụ. Nghĩa là hạt giống hành thiện, hành ác, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn sẽ sinh trưởng, không có mất. Khi nhân duyên tụ hợp, thời cơ chín mùi, như ánh sáng mặt trời, không khí, giọt sương, lập tức đâm chồi, nảy lộc, ra hoa và kết quả. Quả báo cũng như thế, nó nằm yên ở đó, đến ngày, đến giờ, đến thời, đến khắc, sẽ trổ ra. Cho nên hồi nào giờ sống bình yên, một ngày đó bị ăn đòn là mình biết cái quả đã trổ ra bị ăn đòn. Ngày nào đó nghèo, đến giờ tự nhiên làm ăn, ăn nên làm ra, biết cái phước báo đã đến. Còn cứ khổ khổ hoài là biết là gì? Nghiệp là gieo nhiều mà tu lại không tu, cho nên cứ khổ mãi mà thôi. Mình nghe một bài học nhân quả như vậy thì mình hãy cố gắng tu tập. Có những người ngay ở trên đất Thái Bình đây này, à, nghe chưa? À, là cha của anh ta là bạn tốt của một cái vị thầy. Vị thầy này rất là giỏi về cái xem tướng pháp. Nhìn tướng người là biết phước báo, nghiệp báo như thế nào là vị hòa thượng biết. Sư thì không dám xem tướng, nhưng mà nhìn cũng biết cái vị này an lạc nhiều hay phiền não nhiều, ghen tuông ích kỷ nhiều hay là rộng lượng tha thứ nhiều. Thì cái vị người cha của anh ta rất thân với cái vị hòa thượng. Hòa thượng rất giỏi về thơ văn và thuật xem tướng, mới nói rằng người con trai á, của ông ấy á, là một người có tướng mạo rất là tốt, sẽ giàu có, sau này sẽ thành đạt trong đường đời. Thì đến khoảng 20 mấy tuổi là anh ta có một cô vợ xinh đẹp, vài năm sau được bổ nhiệm là một viên chức chính phủ, rồi lại làm ăn ra làm nên, thấy chưa nào? Và ít năm sau, khi mà anh ta gặp lại hòa thượng, thì hòa thượng rất ngạc nhiên. Sau cách đây nhiều năm, tôi thấy anh là một người có tướng sang, tướng tốt, diện mạo làm giàu, sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi. Trán của anh bây giờ đó, hồi đó đầy đặn, bây giờ sụp xuống, cằm của anh ngày xưa tròn trịa. Bây giờ dường như là nó nhọn, nó lõm vô. Các khí đen xung quanh cái con người của anh, nó làm cho tôi cảm nhận tai họa sắp sửa đến. Tai họa đang chờ đợi anh đấy. Anh phải cẩn thận, anh phải xem lại coi anh đang sống như thế nào, có cái gì là không đúng với luân thường đạo lý hay không. Thì chàng trai này ngẫm nghĩ là đường công danh sự nghiệp là rất tốt, tiền bạc thì cũng rất là nhiều. Và anh ta suy nghĩ, nếu mà mình mà bị sa sút về tướng pháp, phước đức của mình như vậy, thì có lẽ anh ta có ngoại tình. À, anh ta tự xét là mình có một cái tội là ngoại tình với nhiều phụ nữ khác trong khi làm việc ở thành phố lớn. Anh ta khai ra với hòa thượng như thế. Thì hòa thượng mới thở dài và nói: này, ban đầu tôi nhìn tôi thấy anh rất là phúc đức, có địa vị, có công danh, có sự nghiệp, có tiền tài. Anh có phúc đức, tổ ấm của ông bà cha mẹ để lại. Nhưng mà bây giờ ta nhìn con đó, ta bắt đầu lo lắng. Con phải tu tập đi. Nếu hành vi dâm ô với những người phụ nữ anh cho là một điều bình thường, thì nó đã hủy diệt đi sự may mắn của cuộc đời anh. Tại vì những cái người phụ nữ mà chấp nhận cái sự tà dâm của người nam, thì những cái ám khí của người nữ nó sang người nam hết. Mà người nam mà chấp nhận sự tà dâm của người nữ, thì những cái ám khí của người nữ qua người nam, và ngược lại những tà khí người nam sẽ qua người nữ. Nếu cái sự mà hôn phối của họ không phải là chánh đáng, mình tưởng là hạnh phúc, nhưng thật sự các tà khí xui xẻo, u ám của cái người kia nó sẽ sang qua cái người nọ. Cho nên anh ta tưởng cái tà dâm mình có tiền là mình tà dâm, nhưng hóa ra tất cả những điều may mắn trong cuộc đời nó đã bị mất dần. Và hòa thượng nói những ám khí mê muội xấu ác của những người phụ nữ nó đã sang anh ta rất là nhiều. Tu nhanh đi, sợ rằng không cứu vãn kịp. Có một cái việc tà dâm đó thôi mà anh ta mất hết những công đức và sự may mắn.
Và cuối cùng, đúng như Hòa Thượng tiên đoán, trong khi đang ở trên danh lợi địa vị, chưa có mất mát, chưa có nghèo đâu, nhưng mà một lúc trong khi đang tắm, anh ta đã bị một cái kẻ người phản cấp dưới đã ám hại. Họ cho một cái chất độc vào trong nước tắm, anh ta tắm và chết ngộ độc, chết tại chỗ. Tức là chưa có kịp hưởng cái phước vợ đẹp, con xinh, nhà cao cửa rộng, địa vị và danh vọng, nhưng anh phạm giới tà dâm, phước anh mất lần và cuối cùng anh chết ở cái tuổi còn đang trẻ. Trong khi số mạng anh cũng không phải chết như vậy, nhưng do nhân anh gieo làm tổn hại tất cả những đường công danh sự nghiệp, phước báo giàu sang của chính mình, và anh tối tâm lại, anh xấu tướng đi, và cuối cùng anh chết không được hưởng những phước báo trong cuộc đời của mình. Đó, một vài câu chuyện về nhân quả như vậy để nhắc nhở tất cả các hàng Phật tử của chúng ta biết tu tập, lập công bồi đức thì phải biết giữ gìn, tăng trưởng phước báo của mình, hóa giải nghiệp xấu ác của mình bằng cách giữ giới, bằng bố thí, bằng nghe pháp, bằng tùy hỷ công đức, bằng phát tâm công quả công phu phục vụ cho chúng sanh, chuyển từ tà kiến sang chánh kiến, biết sống tin sâu vào nhân quả. Những con người như vậy thì từ không có phước sẽ trở nên có phước, phước hết thì phước sẽ tái lộc và mọi điều sẽ an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Thank you.